Chào các bạn, video tiếp theo này mình sẽ chia sẻ các bạn về sơ đồ đấu nối một động cơ một pha dùng hai tụ điện. Đây là một động cơ một pha sẽ có 3 đầu dây, một đầu dây chung, một đầu dây khởi động và một đầu dây cuộn làm việc. Cách đo và xác định mình đã làm ở video trước. Bạn nào chưa xem có thể xem lại link ở phần mô tả. Đây là CB để cấp điện cho toàn mạch. Đây là mặt vít ly tâm, nó sẽ có nhiệm vụ ngắt tụ đề ra khỏi mạch khi động cơ khởi động xong. Đây là tụ đề, nó sẽ chỉ đóng vai trò ban đầu lúc động cơ mới khởi động. Còn đây là tụ ngậm, tụ này sẽ luôn chạy thường trực với động cơ. Giờ mình sẽ đi dây, một dây mát sau CB màu xanh, mình sẽ đi đấu vào vị trí điểm chung hai cuộn dây ký hiệu C. Một dây nóng sau CB, mình sẽ đi vào đầu cuộn chạy ký hiệu R. Từ đây mình sẽ đấu một dây lên đầu tụ ngậm, và sau tụ ngậm mình sẽ chạy một dây lên nối vào cuộn D, ký hiệu S. Tại vị trí chân cuộn chạy rờ, mình sẽ nối tiếp một dây lên đầu tụ đề, sau tụ đề mình nối một dây lên đầu mặt vít và sau mặt vít mình nối một dây về vào vị trí chân cuộn đề. Như vậy mình đã nối xong mạch, khi động cơ mới khởi động, tụ ngậm và tụ đề sẽ chạy cùng động cơ. Khi động cơ khởi động đủ mô men, mặt vít ly tâm sẽ văng ra, buông mặt vít ra để ngắt tụ đề ra khỏi mạch, tụ ngậm sẽ chạy thường trực với động cơ. Vậy là video này mình đã chia sẻ cùng các bạn cách đấu dây cho động cơ một pha dùng hai tụ. Hy vọng video này hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo trên kênh.